Chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ quay clip về ăn mì gói cá chê. Chào các bạn nha, thì hôm chào các bạn, hôm nay mình đến đây clip của Hắn Cầu Vlog nha các bạn. Các bạn này nhớ đăng ký kênh giùm cho Hắn Cầu Vlog mình nha các bạn. Thấy không? Chào các bạn, thì hôm nay mình chào các bạn nha, lần đầu tiên mình quay clip, mong các bạn ủng hộ cho kênh Hắn Cầu Vlog nha các bạn. Bây giờ tôi sẽ bốc thăm nha các bạn. Đây là Hắn Cầu Vlog đây các bạn. Chào quý giả, hôm nay mình chơi trò chơi là bắt thăm các thứ mì gói quý giả. Rồi, lắc đi. Rồi bắt đi. Cười gì? Một gói chụp chà rồi. Một gói. Dạ. Hai gói. Hắn Cầu Vlog. Không có nào. Chụp chà. Rồi. Rồi tôi biết gói này là bao nhiêu rồi. Mình ăn nha các bạn. Khen lắm luôn. Cái này là cảnh một là thách thức ăn mì gói, cảnh hai là ăn cá chê nha. Cá chê nướng ai ăn nhiều là tính nha. Này chỉ vòng một thôi. Nếu khán giả thấy kênh của mình hay thì hãy cho một like, share. Thấy tô mày ít hơn tô tao á. Chút lòng. Ai biết, tao thấy tô nở thôi quá trời luôn. Nhìn thấy cái miệng tao bự không? Mình đã thắng rồi các bạn. Miệng mình bự lắm các bạn ơi. Miệng mình khá là nhỏ, ăn không ra nó rồi các bạn. Nhìn hết rồi các bạn ơi. Mình chấp năng một giây mà chơi không lại mà. Rồi, mình thắng rồi. Cảm ơn lắm các bạn ạ. Phúc lành về các bạn. Ừ, mình thắng rồi nha. Thấy mình nãy giờ mình nhịn đói cỡ 2 ngày đó. Tại vì nó khá là đau con mình nha các bạn. Rồi, em đoan thua à. Giờ vòng 2 mình, vòng 1 là mình thắng nha. Vòng 2 là ăn cá chê nướng nha. Đây nha các bạn. Cầm dĩa bạn. Đây còn dài á. Chị ơi. Chị giờ mình cầm dĩa nha các bạn. Cá này ngon lắm. Cá này mình không biết ăn các bạn ơi. Không biết ăn, chỉ cần ăn là được rồi. Miễn là có tiền rồi rồi. Làm hết tất cả gì? 10k không? Bây giờ mình sẽ làm nước chấm nha. Tỏi ớt nữa rồi. Các bạn, thì bây giờ mình sẽ lột tỏi ra. Thế là dưới rồi thôi. Xíu nhất này nè. Để cho một te nó mới không được.
mới học gì nha các bạn. Càng bỏ tỏi vô cho mình. Đây, chanh. Chanh. Mình cắt chanh nha. Được. Sẽ bỏ đường vô nha các bạn. Đây cái bóng này để vào đây nha các bạn. Nếu các bạn muốn ăn ngọt á thì các bạn để đường nhiều. Mình sẽ để thêm miếng nha các bạn. Rồi các bạn. Các bạn để một miếng bột ngọt cho mình. Ok, xài. Ăn chanh cho mình. Rồi. Nói gì? Chính nhà đây là anh Tèo mới về, Hy về mới về nha. Anh lấy đồ mẹ ơi. Thằng ngu, cái đám mưa này dữ lắm. Ok, thì các bạn mình đã làm nước chấm xong rồi nha các bạn. Cái dọc ra chặt vô nha. Đây là bạn chọn mình nha các bạn. Các bạn thấy đẹp trai rồi cho một share và một like nha các bạn. Đây các bạn, thì đây là nước chấm mình mới vừa làm nha. Thì mình sẽ nêm thử một miếng. Cá vừa ăn nha các bạn. Ok các bạn, thì giờ mình sẽ bỏ miếng muối cho nó mặn mặn tí nha các bạn. Rồi. Ok, thì mình đã xong rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đem ra ngoài vườn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đem ra ngoài vườn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn cá chê nướng nha. Rồi ăn đi các bạn. Đây thì mình đây mình sẽ mời anh Tèo con bự nha các bạn. Chấm nước chấm. Nè. Ăn con luôn đi. Ngon kinh khủng, cay cay chua chua phải không? Bây giờ mình mời các bạn ăn cà chua nha. Nước chấm khá ngon nha các bạn. Chua chua á. Chấm thử miếng nha. Mời các bạn nha các bạn. Mời các bạn nha. Kèm quá. Ngon quá. Thì lấy miếng gạo nha các bạn. Mình mời các bạn ăn gạo nha. Ngon quá. Nước chấm ngon ha. Thì bây giờ mình sẽ chấm mình cầm cái cá này qua. Cái chua cao mà mày. Ngon quá các bạn ơi. Chua mà mày lan quá. Chắc chơi quá. Mời các bạn ăn nha. Có bé tên mời các bạn ăn đi. Mời các bạn ra vườn nè. Mình chắc bờ các bạn ăn cá với gan. Thì mình sẽ ấy cá kèm chung với rau nha các bạn. Đây. Khá ngon luôn. Đây thì các bạn chấm nha. Nước chấm ngon ha. Ôi nóng quá, nóng quá. Nhìn con bỏ ở đâu. Thôi mất nóng lên. Chơi với đậu không? Đậu chứ nè. Đậu béo không? Đó. Bỏ đầu lại trong bếp không à? Xong bỏ đầu lại trong bếp không à? Bếp nào? Phẹ. Bỏ đầu lại. Xin đâm. Giờ mình không biết ăn, coi giờ mình dùm miệng mấy đứa thôi nha các bạn. No. Mình nói hết các bạn là mình không biết ăn mình cái này. Mình sẽ mời các bạn ăn miếng này nha các bạn. Như mình không ăn được. Ngon các bạn ơi. Thương nè các bạn. Ngon quá. Bỏ xương, xương
Ừ, cho nó quen. Mình chỉ dầm miệng mấy đứa ngon quá vậy các bạn. Bạn mình ăn thôi. Thật sự cái đầu mình không biết ăn nha các bạn. Trong đây người nào nó cay là nguyên cái ao thằng Khánh ở đây nha. Ai mình ai phải có hài các bạn liền. Ủa, ủa, ít hài cơ. Thì mình sẽ mời các bạn một miếng cá chấm nước mắm nha. Đây là mình chấm hài bay nha nha. Mình mới chịu ăn ớt nha các bạn. Ngon quá. Mình sẽ chấm là đây là anh bự nhất là đầu tiên là phải trong nước ớt. Nó có tỏ. Các bạn khá ngon. Cái chấm này là ngon chưa? Chua ngọt phải không? Ngon. Chua ngọt. Không biết ăn mà. Mời các em miếng miếng nha. Không biết ăn đâu thì ăn nha. Ôi lạnh, mời camera miếng nha các bạn. Mình sẽ mời camera miếng nha. Có người ở ngoài mình mời luôn nha. Vô rồi. Mời. Ừ. Mời. Tèo ăn mấy con này? Em ăn được có 2 con. Tèo nó vậy? 5 con, 3 con á. Ôi cách chín nè. Vậy ra. Cũng gặp đó. Khá là ngon luôn. Nó chấm phê lắm nha các bạn. Chị chấm quá phê luôn rồi. Sao? Nó chấm mình làm nó ngon sao được. Ở đâu? Ăn say sưa. Chính hả? Ngon. Nhớ mình là cái clip gì ta? Quên rồi. Ngày mai làm miếng ăn ăn xoài trên cây. Ăn quá. Em tên hả đi. Để xài nguyên vậy luôn. Đừng hái. Nước đâu rửa ba ăn cho cái gì nhiều lên lấy cái nước bỏ vô ấy xài lên chà chà bữa hiểu không có chiếc ớt nữa còn lấy hèm luôn á các bạn nhìn nè bông qua cái bông bông quanh mang qua cái bông bông thì cái mình thấy hèm luôn nha nam đây bên mình thấy hèm luôn mà rồi mời em làm chủ đề bây giờ mình thắng rồi nha ăn được cũng con ha các bạn. Thì nãy giờ mình ăn được có 3 con nha các bạn. 15 con nha bạn, mình ăn 15 con nha. Mình ăn được 4 con. Trong đây làm gì có 15 con mà ăn 15 mình, con. Mình không thấy là có không ai chịu hú cho. Dạ, ok các bạn, bây giờ mình sẽ tối rồi, mình sẽ kết thúc video nha các bạn. Để cho mới. Bye bye các bạn. Bye. Bye nữa gần lớp mình thiên nha.